vững tâm, vững tâm. Tại vì với đặc biệt với cái chủ đề này thì chị có thể nói là đối với hai đồng nghiệp này, chị làm việc với họ nhiều hơn là ở mảng hoạt động xã hội hơn là trong các dự án nghệ thuật, cho nên rất là vững tâm là chắc chắn là mỗi người sẽ có một cái chiêm nghiệm riêng về đề tài tình người. Rồi các bạn diễn viên đổi cho cái logo số 2 đi. Đợi xíu anh đổi cái logo. Ý khi thấy chị mặc cái kiểu bánh bèo này phải không? Ok, đúng Six Dough. Rồi, ok. Một nhãn hàng gần đây đã cùng Miu đưa tên tuổi vượt trội trong một cú clip văn thiệp. Six Dough. Dạ rồi, cảm ơn mọi người. Cũng là một câu chuyện về tình người. Lâu cho xin mà có lẽ là nếu mà không chạm đến yếu tố nhạy cảm về nhãn hàng, có lẽ mình sẽ rất muốn kể một câu chuyện về một anh chàng chưa có gia đình và không bao giờ nghĩ rằng là sẽ cưới vợ đẻ con. Bảy đứa trẻ mồ côi, và nhãn hàng Six Dough cũng là một cái nhãn hàng được xây dựng nên với mục đích là hoàn toàn lợi nhuận kinh doanh sẽ để dùng để mỗi tỉnh thành, và mỗi năm sẽ nhận thêm một em bé mồ côi về nuôi dạy cho các em cho đến khi trưởng thành. Đó là một cái dạng ngày xưa người ta gọi là trại tế bồng, nhưng mà nghe nó thương thương, nghe nó tội tội, cho nên chỉ gọi là một cái nhà chung của các con thôi. Thì bé nào được về trước sẽ làm anh chị để dẫn dắt các bé sau, nhưng mà còn gọi là con ruột trong nhà của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường thì sẽ là 7 bé. Thì đó là một câu chuyện tình người, mỗi người sẽ thể hiện nó một cách. Mà Miu nghĩ là Miu mặc cái outfit của Six Dough ngày hôm nay không phải là một sự chuẩn bị trước tình cờ thôi, nhưng mà nó có ý nghĩa. Làm sao mà giận nhau được, trời đất ơi. Cường biết cái nết chị nhiều quá. Cường nó còn nóng tính hơn chị nữa. Nói chung là ở trong nghề hay dùng cái từ gọi là bitchy á, cọc tính á. Chứ còn cái nó thật sự là trong hậu trường của thế giới thời trang, hay ngay cả là giới nghệ sĩ sân khấu cũng vậy. Những cái tình trạng căng thẳng, đòi hỏi giải quyết vấn đề rốt ráo, vấn đề không được giải quyết rốt ráo, đòi hỏi một dịch vụ tốt hơn, thì cái chuyện đó rất là bình thường. Chỉ là vô tình khi mà nó được quay lại bởi nó cũng không hẳn là fan cam, mà cũng không hẳn là ống kính của phóng viên truyền thông, thì nó giống như nó hé lộ cho công chúng thấy một cái góc cạnh khác của đời sống nghệ sĩ, là chạy từ sự kiện này chạy sang sự kiện khác, và tất cả okay, tốc độ tốc độ tốc độ, và có những lúc chúng tôi không làm chủ mình và không có nhu cầu làm chủ mình, vì đó là cách thể hiện mình thật thà nhất. Và quả tình clip đó đối với cá nhân rất thêm yêu, rất là giàu tính giải trí, mình coi mà mình cười, chỉ coi chị cười quá trời luôn, chị cười nguyên buổi sáng luôn. Tình yêu thương giữa con người với nhau từ lâu đã trở thành một lẽ sống cao đẹp. Nó làm cho cuộc sống này trở nên ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Nhưng liệu rằng, với một xã hội hiện đại ngày nay, tình người có còn nguyên vẹn những giá trị, những nghĩa cử cao đẹp, hay thay vào đó là sự thờ ơ, lãnh đạm với nhau? Đại Nghĩa xin chào tất cả quý vị khán giả. Rất vui khi được gặp quý vị khán giả vào mùa 2 của chương trình Tám Lạng Nửa Sơn. Tập tiếp theo với chủ đề Tình người, có sự góp mặt của nữ diễn viên Hồng Ánh. Những ý kiến, những góc nhìn đa chiều sẽ được đưa ra, những tình huống thú vị từ các diễn viên, và những bài học nào sẽ được rút ra cho mỗi người trong chúng ta về tình người trong cuộc sống này. Nơi nào mà có xảy ra cái chuyện gì á là có mặt bà đấy chi. Họ quay phim và đăng lên Facebook để cho mọi người xem để bắt đầu like á. Chắc chắn là mình phải đặt cái điều gì mà ngay tại thời điểm đó nó khiến mình đưa ra một cái hành động tức thì. Cái này nó thuộc về cái tình cảm, cái lương tâm, và thậm chí là đôi khi nó là cái suy nghĩ, cái quan điểm sống của cái người. Và cái này là một phạm trù rất là riêng tư. Đúng rồi. Không thể nào mà chúng ta muốn tất cả mọi người trong xã hội này đều phải có một cái trình độ chuẩn mực, hoặc là một cái mối quan hệ với những cái người chuyên môn nào đó, để chúng ta có thể có cho mình được những cái thông tin chính xác, để rồi sau đó mình cân nhắc cái việc là mình có phẫn nộ hay không. Ở trong những vụ việc gần đây, lũ lụt miền Trung, hay là những cái đợt làm lây lan dịch bệnh, thì thật sự ra cái tiếng nói lên án càng nhiều càng mạnh mẽ thì tiếng nói đó càng thiếu tình người. Chúng ta sẽ cùng đón xem tập 2
chương trình Tám Lạng Nửa Cân sẽ được phát sóng vào lúc 20:05 thứ sáu ngày 8 tháng 1 năm 2021 trên kênh VTV9 Đài Truyền Hình Việt Nam.